Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Chương trình Thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em đang theo dõi chương trình này, và đây là bản tường trình đặc biệt của chúng tôi. Hai vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiễm coronavirus. Trong một diễn biến thật đáng quan ngại, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận ông và đệ nhất phu nhân Melania Trump đều có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus và đã được cách ly trong thời gian hồi phục. Trong một tuyết đánh đi lúc 12 giờ 54 phút khuya ngày thứ Năm, rạng sáng thứ Sáu 2 tháng 10, Tổng thống Trump cho biết, tối nay đệ nhất phu nhân và tôi đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Chúng tôi sẽ bắt đầu tiến trình cách ly và phục hồi ngay lập tức. Chúng tôi sẽ vượt qua điều này cùng nhau. Trước đó hơn 2 giờ, Tổng thống Trump đã gợi ý trên Fox News rằng ông có thể cần phải cách ly sau khi một trong những cố vấn cao cấp nhất của ông là cô Hope Hicks có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Tổng thống Trump đã liên lạc chặt chẽ với nhân viên này. Trong tweet vào lúc 10 giờ 48 phút tối thứ Năm 1 tháng 10, ông viết, Hope Hicks, người đã làm việc chăm chỉ mà không hề nghỉ ngơi một chút nào, vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Thật là kinh khủng. Đệ nhất phu nhân và tôi đang đợi kết quả xét nghiệm của chúng tôi. Trước mắt, chúng tôi sẽ bắt đầu tiến trình cách ly của mình. Hope Hicks đã có kết quả xét nghiệm coronavirus dương tính sau khi đi cùng Tổng thống trên chiếc máy bay của Air Force One vào hôm thứ Ba để tham dự cuộc meeting trong khuôn khổ cuộc vận động tranh cử Tổng thống, và một lần nữa vào hôm thứ Tư tới một cuộc vận động tranh cử khác ở Minnesota. Theo hướng dẫn của Tòa Bạch Ốc, những ai có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 thì cả gia đình cần phải ở nhà và tránh đến nơi làm việc hay trường học. Viện Brookings, một nhóm nghiên cứu của Mỹ, cho biết dù có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, Tổng thống Trump vẫn có thể tiếp tục các công việc hàng ngày và vì thế không cần phải có các hành động khẩn cấp. Viện Brookings nói, Tổng thống có thể sẽ tiếp tục các hoạt động hàng ngày của mình và quản lý công việc mà không bị xáo trộn, cũng không có những thách đố nhẹ. Một chẩn đoán dương tính của Tổng thống sẽ tạo ra một số thách thức cho những người xung quanh ông. Nhu cầu bảo vệ của cơ quan mật vụ 24 giờ có thể khiến các nhân viên đặc vụ gặp rủi ro nhiễm bệnh. Nhưng với công nghệ hiện đại, Tổng thống có thể cách ly và liên lạc từ xa hoặc đủ xa với hầu hết, nếu không phải là tất cả, các trợ lý, bao gồm cả những cá nhân, sẽ tham gia vào cuộc họp báo hàng ngày của Tổng thống. Sẽ cần phải có các biện pháp phòng ngừa khác, ngay cả khi Tổng thống không có triệu chứng. Điều quan trọng là giữ cho những người có thể thay mặt Tổng thống điều hành quốc gia như Phó Tổng thống Pence, Thượng nghị sĩ Grassley và các thành viên trong nội các cách ly với Tổng thống. Trong tình huống hiện nay, Viện Brookings đề nghị cần phải bảo đảm rằng Phó Tổng thống Pence hạn chế tiếp xúc với các cá nhân nói chung để giảm khả năng nhiễm bệnh. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.